À, sự đấy là thằng này thằng này chụp cho mình trong bản sao dịch mày mà đồng tiết đòi thằng này dịch chụp này cho mùi mì riêng present perfect nè này cứ chơi present perfect ta present perfect kì bóng cao chi tùm rung nâng miên ca pra pra dạng đôi bản ok chẳng chụp cho mình dịch trong đôi tổ tới khi trên đồng bóng cứ nhau miền ưu thì họ nhưng giờ vật thiên thằng ở đấy mà một cái chữ ưu thì họ còn toàn một tiết nhưng phơi chỉ form hoàn vẹn nhé chẳng xem ra vật thiên ai u vị đấy cứ dùng para cho mùi nắng cho mùi nắng hẹp nhé cho mùi nắng hẹp còn toàn bị hẹp cứ dùng bột mùi cái giá cái sắc tung thì màn cứ cái giá sắc tung thì bày work nhé work as a secretary I have worked as a secretary you have worked as a secretary agent na okay you know a secretary chi mình cắn tha secretary okay bài american phế nhưng bài anglê phế na chăng secretary ni cứ chi lekhatika khnhom ban thvo chi lekhatika khnhom ban thvo ka nghi chi lekhatika agent tau na ok nick kêu chia tùm rung tùm áp rao cho mùi một thiên ai uv đấy cho chồng này he is it đi dương prae kì nick kêu dương prae cho mùi nâng hash nè he is it ra mùi hash bà tốt một tiết dương bộ cho mùi kế kì sạp đuổi kì 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 sạp tuông tí tì bay được của past participle she Paul nè he has known me more than 10 years she has known me more than 10 years khuất bàn squawk nhóm chieng đọc cho nam hỏi nè chieng đọc cho nam hỏi ok anh chẳng sau được trong highlight for kêu nick cứ chia past participle với dương vậy nghe sao mà cứ chia cái sắp tuần tí thì bảy nè tuần thì bảy nick cứ prior pro nè sorry tính toàn work cứ chia regular verb and noun irregular verb nè chẳng cái sắp chia thể là cá dương miền tính toàn dương miền prior phải pro dừng chạm mấy cặp vì mình điền môn dừng bàn điền đó là past simple dừng bàn điền này nhé. Ok bật sân bây giờ mình chụp bài tế dừng ai từ mười điền những tiết tới rồi cùng ai đặt link nhé link này càng cảm trong description. Ok chương dừng bàn thuộc môn tu từ vì mỗi cứ subject plus cho mình have or has plus những verb thứ bảy rồi past participle simple nhé. Chẳng subject cứ dùng bộ room xong chẳng on này chẳng are you we they he is in it subject hay dùng bài trái với màu nhé bài chơi thả bật thiên nát được bài chung mùi have hay bật thiên nát được bài chung mùi has bật thông một tiết dùng plus chung mùi nắng vô tị bay thằng off nè vô tị bay thằng off nế cứ chơi được môn tu tới này positive form nè positive form ok đó negative form ta dùng bật cao chia vô bạc design chẳng mạch nè ok dương miên bật thiên đồ đá nè chung mùi nâng I, you, we, they, he, she, it xong rạp bật thiên I, you, we, they cứ dương bầu chung mùi nâng have bật tập bị have cứ dương đã not bật tập bị not tí dương đã verb tương tì bây giờ đá nè past participle that I work as a secretary nè I have not worked as a secretary là dương tờ rồi xong rạp bật thiên he, she, it cứ dương bầu chung mùi nâng has bật tập bị have cứ dương time not và topi not cứ verb tuần thì bây giờ đại cứ eaten mà bị thà eat at eaten nè he has not eaten anything since lunch time có mình bán nhắm ở vậy thế chấp tăng bị hà thái chấp tăng bị p là hà thái tròn mà ở bàn nhắm bị xong một nè ok chương trình này cứ chia ưu tiên hóa đại bằng hai ông pi tùm rung bạn để sát này cả present perfect chẳng cam là dễ ưu tiên họ hàng lớn chứ ai tiên chỉ ban chỉ lúc một môi từ từ mỗi cứ có cái sự toàn và hai niềm tin tin cứ have not cứ dùng smile nâng heaven ai trong luồng lấy ai cho xây trong luồng lấy bán cứ heaven nè have not đôi chia I have not chứ ai cho I haven't chẳng bạn nè xong rồi has not cứ smile nâng hessian đồng rung khai viết cứ hessian nó for example he has not eaten nhưng ai ta he hasn't eaten bạn ok nè khi nên dừng đo đồng rung tu tư rồi bỏ viết cứ negative form cứ subject plus have or has plus not plus verb
verb thì bay từ đài nè verb thì bay từ đài nếu khi chưa từng đúng tu tới phần vía ok what about question form how do we make question form ok question form dùng miền bật thiên từ đài nè dùng miền chỉ u từ hồ từ đài câu mình tái thầm ra bật thiên are you we day cứ dùng lực em một hàng một cứ dùng lực have một hàng một vía nè một hàng một bật thiên chừng have I nè lời I have và have I have I, have you, have we ở trên từ nhé. Ok. Hãy xem lại cái sắp dụng bộ tuần thứ bảy từ đà. Have I work as a secretary ở trên từ nhé. Xem lại bài thiên he she it cái dụng bộ cho mỗi nướng has. Mới nào mình has cái bài đi thà dụng bài thiên đó cái dụng đã tam bị cái đầu has. Nó do hai mà đã. Mà lại khả một mà nó xem lại bài thiên he she it. Thôi một chút cái dụng bộ cho mỗi nướng past participle. Nó eaten anything lunch time nhé. Has he or has she eaten anything since lunch time? Okay. This is the question form. How question form. How is bạn rút form? How is the question form? How is the question form? How is the subject form? How bạn the tờ subject form? Tờ is the question form? How is subject question tờ How is the question form? How is the class form? How is past participle verb past participle form? How question mark now. Okay. Chúng tôi đã cả bằng cao tầm rung chẳng bay tầm rung cứ dùng bàn chọn hỏi hay môn đừng cho tỏa cao pra vía cứ dùng miền lùm hạt thằng là anh vọt nó pram lùm hạt thế ở bàn chả anh thế nhỉ complete the sentences using the present perfect form of verbs in brackets in brackets ok cho bóng pinh và dốt chẳng lái đòi pra kể giá sắp chia tầm rung present perfect nên không vùng chọn chẳng kể sắp cái ao không vùng chọn hỏi xong thưa ví dụ nó tới chia cả present perfect thành ọ nè chẳng là bây thưa bán dương sang dương từ trăm lúc một việc nó positive to make negative to make hay nên question to make ok chẳng này for example number one c blah 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 liu này nó không vùng chọn liu in bracket in Paris since 1991 niên luôn nơi thì còn Paris chấp tăng bị sang một con mùi rồi cay sấp mùi nè chẳng như khi ok sập liều hay như thường mà nhưng mình chạm thế và top y si đi kia chỉ sập chết à nè si chỉ sập được top bị sập chết máu nhưng lại gì là heo đi có hay chẳng sau đó bật thiên si nhưng plasma mùi đường ấy plasma mùi đường heo đi có plasma mùi đường hay nè những cận mở hay nè cái sập được áo này cứ chỉ infinitive thì cứ chia cái sắp đàm tiền chẳng thùm ra present perfect kia dưỡng prao cho mình kia sắp ấy nhé thì mình đặt đấy ok chẳng chẳng lại để làm trái cứ she has lived in Paris since 1991 nè nè chẳng she blood prao cho mình has hay lived ư dưỡng đâu về tới chìa tuần thứ bấy nhé chẳng miễn y sắp hết chẳng có thay đi tới bà này nè thì thay đi tới cứ tới chìa past participle rồi cứ chữ kết sắp tuần thứ bấy nè bây giờ liều được ok chẳng kể đấy liều sản phẩm kê sạp liều cứ chưa kê sạp tính tốt của bài phụ ok viết cứ chưa kê sạp tiếng tính tốt là vì trong tôi đó viết cứ dương còn tại bằng thèm y đi thì nó y đi thì ok move to number two they point visit Canada and the USA đấy nè phụ kế từ Tucson cho tới lên Canada hay nâng USA nên đã thấy kì trong bậc thiên đây những trang mười kì nè hay nấy visit nè visit có chia cái sắp tinh tọt đấy chẳng đấy ra cho mùi nâng have chẳng đấy have visited Canada and the USA ok number three you nè dùng mùi you cái đã cái sắp bí married for 4 years nè bạn riêng cá ở dưới bếp bún cho nàm hỏi chân đại kì dù ấy kì dù chương trình 12 là you have bí chương đầu từ ở tuần thị bày máu bí was vợ bình chân bình á you have been married for 4 years nè bạn riêng cá ở dưới bếp bún bún cho nàm hỏi ok nên nè been have been married for 4 years number 4 I nè bình thân I mà đóng I ra mươi ấy kì đại nè hãy đi write for books xe rồi còn đi phun sơ phơi bàn bùn cả bà chứ ai kì I have written four books trong bàn đi phun rồi còn xe sơ phơi bàn bùn cả bà hỏi nè
And move by. Okay, move to number 5, last one. Okay, number 5, he. Climb Mount Everest twice, speed on. Nah, climb Mount Everest. It's the highest mount. Cứ chụp phnom Everest nè, phnom Everest. Quát, you know climb, em lao, quát lao phnom Everest khi đo này, chắc người đại mày kì, thì kì, thì bây giờ mới he has climb Mount Everest twice. Okay, thank you for watching this video. Please subscribe our channel. Thank you.